Xin chào các bạn, rất vui được gặp các bạn trong buổi tối ngày 27 tháng 10 năm 2021. Hôm nay mới là lần thứ hai mình mạo muội livestream cùng những người hâm mộ bóng đá. Và một lần nữa xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã có sự ủng hộ rất là lớn dành cho kênh YouTube Bình Luận Viên Tạ Biên Cương, cũng như là đã ủng hộ rất nhiều fanpage Bình Luận Viên Tạ Biên Cương. Hôm nay chúng ta gặp nhau sau trận thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Không biết lúc này thì cảm giác của các bạn thế nào? Có cảm thấy vui sướng hay là vẫn còn đó những nỗi lo, vẫn còn đó những sự bi quan? Thì rất là vui ngày hôm nay được gặp các bạn ở đây để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giao lưu. Và nếu các bạn có những câu hỏi thì có thể đặt ra câu hỏi dành cho mình, và trong điều kiện cho phép thì mình sẽ cố gắng để trả lời những câu hỏi của các bạn. Chúng ta đã thấy rồi, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội Đài Bắc Trung Hoa với pha ghi bàn ở phút 82 của Lê Văn Xuân, sau khi mà chúng ta đã phải trải qua rất là nhiều khó khăn. Chiến thắng với tỷ số 1-0 đó rõ ràng là chưa thể làm thỏa mãn người hâm mộ một cách tuyệt đối, và vẫn còn đó những cái sự lo lắng, những cái sự băn khoăn về lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam. Mình cũng đã lướt qua một số ý kiến và mình cũng 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 thấy rằng có rất nhiều những cái ý kiến xác đáng về lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay. Bây giờ mình đã bắt đầu được đọc các cái lời hỏi của các bạn. Cháu hỏi hôm nay ai là người đá tốt nhất tuyến giữa ạ? Mình xin phép được trả lời luôn, mình nghĩ là ngày hôm nay đá tốt nhất tuyến giữa chắc chắn là Hai Long rồi, cho dù Hai Long chỉ vào sân ở hiệp 2 thôi. Nhưng Có sự xuất hiện của Hai Long là có sự khác biệt trong lối chơi. Anh nghĩ sao về Hai Long là Quang Hải U23 thời đó? Về phong cách chơi thì có những cái sự khác biệt giữa Hai Long và Quang Hải. Thực ra thì khi mà cuối năm 2020, khi đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam, U22 Việt Nam khi đấu đá với nhau, thì người có nhiều phẩm chất của Quang Hải là Hữu Thắng cơ. Phong cách của Hai Long thì mình nghĩ là hơi khác. Nhưng vai trò ở đội tuyển U23 lúc này thì của Hai Long thì mình nghĩ là giống như của Quang Hải. Mình xin phép đến với một cái ý bình luận mà mình thấy rất là hay. Và mình khi bình luận trận đấu này thấy đúng là vấn đề của đội tuyển U23 Việt Nam, đấy là hàng tiền đạo. Có một bạn bình luận trong cái bài buổi trực tiếp trận đấu, bạn ấy nói rằng thì là tiền đạo của mình không được tốt. Mình thấy điều đấy rất là đúng. Mình thấy là mặc dù là Lê Xuân Tú có thể hình hay, tích cực di chuyển và cũng rất là làm tường rồi là phối hợp với đồng đội, nhưng mà Lê Xuân Tú cảm giác như cái cách chọn vị trí, và đặc biệt là sự nhạy cảm trong khâu chọn vị trí cũng như là cách hút cầu thủ phòng ngự của đối phương thì vẫn vẫn chưa được tốt cho lắm. Thế rồi sang hiệp đấu thứ hai, khi mà một cầu thủ khác được tung vào sân, đó là Việt Cường, Nguyễn Trần Việt Cường, thì cũng thể hình cũng hay, cũng tích cực di chuyển, chạy cũng nhiều, nhưng mà cũng mình vẫn chưa tạo ra cảm giác yên tâm một mẫu trung phong kiểu như Tiến Linh. Cho nên là khá nhiều những tình huống mà các cầu thủ ở biên định căng ngang hay chuyền ngược trở ra vân 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 vân, thì những cái pha bóng như vậy đều 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 không được như ý cho lắm. Sân bãi ngày nay mình nghĩ là sân quá tệ, vì ngoài điều kiện thời tiết thì mình nghĩ rằng việc sân này đã tổ chức 6 trận đá vòng loại của Asian Cup nữ trong vòng 9 ngày, nên là cái mặt cỏ nó không kịp hồi phục, nên là cái thời điểm mà đội bóng của chúng ta đến sân thì cũng chỉ đi dạo xung quanh sân để làm quen không khí thôi, chứ còn cũng có được đá tập buổi nào trên sân chính đâu, cho nên là nó không được như ý lắm. Hôm nay nói thật là nói về việc treo giò thì cảm thấy quá lo lắng cho tình huống mà ở những giây cuối cùng của Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh băng xuống và sau đó có một phản ứng mình nghĩ là không nên chút nào với thủ môn của Đài Bắc Trung Hoa. Vì trước đó là Việt Anh đã phải nhận một thẻ vàng rồi. Nói thật là ở đội U23 này, nếu như Bùi Hoàng Việt Anh mà bị truất quyền thi đấu thì những phương án thay thế nó không được đa dạng và chất lượng như đội tuyển quốc gia, cho nên là rất là thách thức. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi mà lúc này mình thấy là đã có 1.000 lượt xem trực tiếp rồi. Những con số làm cho mình cảm thấy sao mình không tham gia mạng xã hội sớm hơn. Mong các bạn tiếp tục chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có nhiều cơ hội giao lưu với nhau hơn. Mình nghĩ rằng Hai Long ngày hôm nay huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự là muốn là của để dành cho trận đấu gặp U23 Myanmar. Vì mình nghĩ là ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn bung hết sức mình, không muốn để cho đối thủ lớn nhất là U23 Myanmar biết Việt Nam đá như thế nào. Và mình cũng nghĩ rằng ban huấn luyện cũng dự báo về một trận đấu có khó khăn nhưng không khó khăn đến vậy trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. Thế nhưng mà cái việc mà chúng ta hết cách này cách khác, không sao
không sao có thể ghi được bàn vào lưới của đội U23 Đài Bắc Trung Hoa, và những cái sự điều chỉnh ở đầu hiệp 2 cũng không mang đến hiệu quả, thì huấn luyện viên Park Hang-seo mình nghĩ là buộc phải tung Hai Long vào sân sớm như thế, còn không có thể chỉ là khoảng 15 phút cuối để làm quen với điều kiện mặt sân cũng như là nhịp độ thi đấu thôi. Chứ còn mình nghĩ là huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một kế hoạch giấu Hai Long nhiều hơn, nhưng mà ở một thời điểm rất là cần rồi thì đúng là khi cần Hai Long có, và khi có khó lại có Hai Long, đúng không? Hai Long vào mình nghĩ là làm xoay đội, chuyển cục diện của trận đấu. Những pha xử lý thanh thoát của Hai Long, tính đột biến trong những pha đi bóng, những đường truyền và cả dứt điểm nữa của Hai Long khiến cho đội Đài Bắc Trung Hoa phải đối mặt với một thách thức thực sự. Anh có nghĩ việc tăng trận giao hữu với các đội lớn sẽ khiến Hoa hay hơn không? Đó là điều rõ ràng rồi. Việc thi đấu thường xuyên nó không chỉ giúp cho cầu thủ giữ được nhịp thi đấu, phát huy được những phẩm chất của họ, mà nó còn là cơ sở để ban huấn luyện nhận ra phẩm chất của từng cầu thủ. Một điều khác mình cũng thấy đó là rõ ràng là cái việc mà huấn luyện viên Park Hang-seo dành phần lớn thời gian cho đội tuyển quốc gia đá những trận quan trọng ở vòng loại, rồi ông sang cùng với đội tuyển U23 nơi mà trợ lý Kim Han-jun phần lớn thời gian dành các cầu thủ, thì mình cũng có cảm giác rằng huấn luyện viên Park Hang-seo cần những cái trận như thế này, sau trận đấu này thì mới hiểu hơn các cầu thủ của mình, cũng như hiểu hơn phẩm chất của các cầu thủ và có những phương án tốt nhất. Chứ còn thực sự là trong cái lúc phải đối mặt với quá nhiều công việc như vậy, dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở cái giai đoạn căng nhất, chắc chắn là như vậy, đá vòng loại thứ ba mà căng nhất, áp lực nhiều nhất, thì sau đây cũng khó có thể có được sự toàn tâm toàn ý cho đội tuyển U23. Thế cho nên là sau một trận đấu như ngày hôm nay thì chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận ra nhiều vấn đề để cùng trao đổi với trợ lý Kim Han-jun. Mình nghĩ rằng sau cái trận đấu này thì nhiều vấn đề sẽ được rút ra, và cũng may phải nói là khoảng thời gian từ ngày hôm nay 27 cho đến ngày mùng 2 tháng 11, tức là khoảng 5 ngày, thì rõ ràng là sẽ có nhiều cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo uốn nắn chỉnh đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam. Còn bây giờ thì mình xin một lần nữa cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong buổi livestream ngày hôm nay. Như đã nói thì mình vẫn còn âm lịch lắm, chưa thông thạo lắm về công nghệ. Nói chung là mọi người bây giờ công nghệ 4.0 hết rồi, còn mình thực sự vẫn là 0.4. Nói chung là mọi người bây giờ công nghệ 4.0 hết rồi, còn mình thực sự vẫn là 0.4. Có vẻ như vậy, thành thật nói như vậy, cho nên là cái buổi livestream ngày hôm nay có thể tín hiệu âm thanh chưa được tốt lắm. Hy vọng mình sẽ tự học hỏi khắc phục để những buổi sau có thể trò chuyện với các bạn một cách tốt hơn. Còn ngày mai thì mình xin phép được dừng câu chuyện tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem rất là đông, share rất là hoành tráng, và hy vọng là tiếp tục đăng ký kênh để mình có thể có thêm những cái điều kiện giao lưu, trao đổi cùng với các bạn về những câu chuyện muôn thuở của bóng đá. Goodbye anh Cương. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa xin chào tạm biệt. Và nếu mà chưa theo dõi kỹ thì có thể xem lại phần highlight trận đấu để có những nhận định kỹ hơn. Và chúc đội tuyển U23 Việt Nam khắc phục những hạn chế để chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.